Mời vào, mời vào. Ô, xin chào cả nhà. Hôm nay là mùng 1 Tết rồi. Hiện nay Nhật Cường đang ở Casino MGM. Đây là một sòng bài mà nằm ở giữa ba tiểu bang, đó là tiểu bang Virginia, tiểu bang Washington DC và tiểu bang Maryland. Đó, hiện nay là mùng 1 Tết. Bắt đầu Nhật Cường rồi. Mời cả nhà cùng chơi sòng bài để nghe nói ở đây có một số cảnh làm rất là đẹp, có không khí Tết, và thứ hai nữa là mùng 1 Tết là phải là thử thời gian coi là đỏ hay đen. Mời cả nhà cùng Nhật Cường tham quan Casino MGM. Wow. Giờ sòng bài rất là đông nhé. Đây, Casino MGM. Hôm nay mùng 1 Tết thành thử ra nhìn trong sòng bài thấy vắng người Việt Nam và khách Trung Quốc, nói chung là châu Á. Thấy toàn là người Mỹ không, với Mễ. Trong này rất là nhiều máy nha. Đó, máy kéo bên này là VIP nè. Đó, kéo trị giá đồng trở lên. Đó, hai limit slot lọt. Quá trời máy, đi đâu qua thấy máy. Đây là một dàn máy mới nè. Đó, mới tinh luôn, mới gắn luôn đó. Nhìn bắt mắt không, đẹp không? Mình chắc chưa chơi. Đó, máy mới. Ở đây thì thịnh hành nhiều máy lắm, như máy gấu nè, đa số người ta mê máy gấu, vô lúc nào cũng đông. Còn đây là những cái máy trái tim đó. Xa xa cũng gấu nữa thấy không? Ở đây rất là kỹ lưỡng đó. Đây là những cái tờ giấy đã có khử trùng sát trùng alcohol, trước khi ta chơi máy người ta cũng phải lau chùi máy rồi, nâng niu máy rồi cho nó sạch sẽ. Đó, nó ngon lành, lao ghế này nọ để may mắn cái đến mình, giống như có cái niềm tin chiến thắng đó. Rồi sau đó ta đút vô 100, ta chơi thử cái may mắn không đó. 50 đó, thử rồi. Rồi hai cái không thấy gì là hiểu rồi đó. Ba trái tim là ngạc phí game, thấy chưa, may mắn đâu phí game. Nãy giờ hai cái xưa giờ là phí game. Vô. Ở đây nó sẽ khóa lại tất cả. Đó. Rồi sau đó chúng ta tới ba lần bấm. Nếu mà trái tim gần đây thì nó mở ra cho cái 50. Đó, như đây nó mở ra. Là nhân lên. Này, chăm, nhấn tiếp cái nữa, lên đâu, rồi đây cái nữa, nhấn lên, chăm rưỡi, 50, nhấn tiếp cái nữa, may mắn không, rồi trớt quất, đổi tay trái cho hên, rồi vô cái, nhấn lên tiếp, 50, 200, tới cái gì là hai đồng chứ đồng á, tiếp tục, may mắn, lên tiếp, 250, đó, may mắn thuộc về Nhật Cường rồi. Đó, may mắn rồi. May mắn không? May mắn ba trái tim nữa. May mắn. Đó, lên. Ráng tí xíu nha, coi thử tự tổng kết là mình được bao nhiêu tiền nha. Rồi, chặt rồi, đổi tay. Vui tay, đó, có đồng tiền vô rồi. Vô. Lên. Mùng 1 Tết vậy là hơi lắm rồi, còn ba lô. Ba lô, cố lên. Đổi tay, cố lên. Rồi xong rồi, hiểu rồi đó. Hai tay. Rồi xong. Giờ tính tiền nè. 3 đồng, 6 đồng rưỡi, 10 đồng, 13 đồng, 16 đồng, 17 đồng rưỡi, 19 đồng, 20, 22, 24, 24 đồng rưỡi. Đó, tiền nhảy quá trời không? Có may mắn không? Mới vô lau tay chùi, ngồi vô máy thử thời vận là thấy năm này là coi như là mình may mắn rồi đó. Đó, chúng ta không cần nhanh lâu, rồi mình bấm như này nhanh, kết thúc số tiền 24,
5 năm. Chúc cả nhà luôn may mắn nha. Sung sướng còn gì bằng mùng 1 Tết đầu năm buổi chiều thì được nhiều sức khỏe, đó là được chích ngừa Covid. Còn buổi tối thì được may mắn tiền bạc trúng một số tiền gọi là trong sòng bài casino qua kéo máy. Đúng là thật là may mắn mùng 1 Tết của năm 2021 nhé. Ở đây ráp rất là nhiều máy, tại vì mùa dịch cho nên cần phải cách ly, cho nên ở đây nó ráp máy cho chúng ta chơi baccarat với blackjack với roulette, mỗi người một máy đó, tha hồ mà đánh. Muốn đánh bài có đánh bài, chơi roulette có roulette, không thiếu thứ gì cả. Đây chúng ta có việc đúc tiền vô, rồi sau đó chúng ta chọn và đánh, có may mắn đến hoặc là thất bại. Phía bên đây thì dán nhiều bàn chia bài bị bỏ trống. Đó, VIP thì bên phải. Và chúng ta đi thẳng ra ra phía sau có cảnh chụp hình rất đẹp. Đây là nơi chụp hình kỷ niệm. Rất có không khí Tết. Nhìn là muốn chụp hình liền. Làm này cũng mất thời gian lắm. Mùng 1 Tết mặc áo đỏ, giày đỏ, hợp với cảnh đỏ, đúng không? Rực rỡ, một màu sắc rực rỡ, đúng không? Tiền không à, phát tài, phát lộc, rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Phải nói là cảnh ở đây sòng bài casino MGM làm rất là đẹp. Đây nữa nè, đây rất đẹp nè. Mời cả nhà xem nè. Đó. Thấy không, thấy không, thấy không? Thấy quạt không? Đó, đặc biệt là nhìn thấy một cô gái đang cầm hoa xè nhìn xuống. Thấy không? Mà đặc biệt nha là cái áo của cô gái này được kết tất cả các loài hoa hồng, hoa màu vàng, hoa cam đều là hoa thật hết nha các bạn. Đây, chiếc áo của cô gái này được kết gần nhiều hoa hồng, hoa vàng rất là đẹp nha, lộng lẫy. Và phía xa xa là chú trâu đang ở trên tảng đá, nhìn rất là đẹp, ngưỡng mộ. Thấy không? Hình thức ở tổng cung đình. Đây là đâm của ông trâu. Đó, thật sự. Đó, đúng rồi ha. Ngồi đây nha, mà có ly cà phê nha, hút thuốc nữa. Cái khung cảnh rất là trữ tình lãng mạn, rất là đẹp. Đó, đầu năm mới mà được những cảnh gì rồi, được chụp hình, được thử tài vận vô casino, có thử đỏ đen không mà biết liền cái gì ha. Đó, phải nói là rất đẹp. Thì thôi mượn cái khung cảnh ở đây luôn, coi như là cho phép Nhật Cường Happy New Year nha. Chúc cho quý vị nha một năm mới nha, an khang nha, thịnh vượng nha, phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, vui vẻ, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year.
Bye bye.